Một vấn đề mà rất nhiều đô thị lớn trong ASEAN đang gặp phải là tốc độ phát triển kinh tế không đi cùng với chiến lược bảo tồn đa dạng sinh học và duy trì môi trường sống xanh, sạch cho người dân. Như tại thủ đô Bangkok của Thái Lan, đô thị hóa diễn ra rất nhanh. Những tòa nhà cao ốc chọc trời đua nhau mọc lên, cũng có nghĩa là cùng lúc không gian sống thân thiện với thiên nhiên bị thu hẹp lại. Trong nỗ lực để cho thành phố này trở nên xanh hơn và đáng sống hơn vào năm 2030, chính quyền Bangkok đang tăng cường mở rộng diện tích công viên cây xanh ngay trong đô thị. Nằm giữa rừng bê tông của các tòa nhà cao ốc ở trung tâm thủ đô Bangkok náo nhiệt và nóng nực là công viên rừng Bensa Kitty. Với diện tích hơn 72 hectare, ốc đảo xanh giữa lòng thủ đô mang lại bóng mát, không gian trong lành và yên tĩnh cho người dân. Trước đây, công viên Bensa Kitty vốn là khu vực đặt các nhà máy sản xuất thuốc lá. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, khu vực này đã được cải tạo và quy hoạch thành trung tâm xanh của thủ đô. Tiếng ồn ào của máy móc và giao thông nội đô không còn nữa, mà nhường chỗ cho tiếng chim hót và tiếng ếch nhái kêu râm ran. Tôi rất thích công viên này. Tôi không thích la cà trong các trung tâm mua sắm hay ở trong các phòng điều hòa. Tôi thích không khí trong lành ở ngoài trời, trong khi Bangkok không có nhiều công viên lớn như thế này. Do vậy, tôi rất vui vì có một không gian tuyệt vời như thế này ở ngay trung tâm thành phố. Với thiết kế kết hợp giữa cái cũ và cái mới, các kiến trúc sư đã giữ lại hơn 1.700 cây trưởng thành ban đầu của Bensa Kitty, sau đó trồng đan xen gần 7.000 cây non nhằm tạo ra thảm thực vật xanh tốt trong công viên. Ngoài thảm thực vật phong phú, những lạch nước và mô đất trong công viên cũng đóng góp vai trò quan trọng khi tạo ra môi trường sinh thái ngập nước, thân thiện với động vật hoang dã. Đồng thời, nó còn giúp điều hòa hệ thống xử lý và lọc nước thải từ các khu vực lân cận. Vào những ngày cuối tuần, công viên lớn nhất Bangkok này có thể đón tới 12.000 người ghé thăm. Công viên không chỉ là khu vực xanh, trong lành để người dân đến chạy bộ, đạp xe, tham quan và chụp ảnh, mà nó còn là nơi thúc đẩy người dân cần có ý thức hơn về môi trường, bảo vệ nó cũng như là lan tỏa lối sống hòa mình với thiên nhiên. Việc hình thành công viên rừng Bensa Kitty đã giúp khu vực này có diện tích cây xanh tính trên đầu người cao hơn nhiều khu vực khác. Mục tiêu của chúng tôi trong thời gian tới là nhân rộng mô hình phát triển công viên rừng ở các khu vực còn thiếu không gian xanh. Cách công viên rừng Bensa Kitty 6 km là một công viên xanh khác cũng được xây dựng trải dài trên sông Chao Phraya của Bangkok. Công viên bầu trời Chao Phraya dài 280 m được cải tạo từ một cây cầu cũ. Việc cải tạo đầy sáng tạo này đã giúp giải quyết phần nào tình trạng thiếu các mảng xanh đô thị. Chúng tôi muốn người dân Bangkok sẽ tự hào về không gian sống của mình. Và đó là lý do tại sao chúng tôi luôn cố gắng làm mọi thứ để giữ chân người dân có thể hòa mình với thiên nhiên ngay trong thành phố này, chứ không cần phải đi ra các tỉnh thành ở bên ngoài. Theo cơ quan quản lý đô thị Bangkok, mỗi người dân thành phố này hiện chỉ được hưởng 7 m² không gian xanh. Mục tiêu của thành phố là tăng diện tích đó lên 10 m² mỗi người vào năm 2030 thông qua chương trình xây dựng công viên rừng.